nội dung cuối của các nhóm quyền lợi Vita sống tự tin, đó chính là tự tin hoạch định. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về linh hoạt đóng phí và đầu tư theo khả năng tài chính. Để đảm bảo hợp đồng có hiệu lực và tích lũy được giá trị tài khoản, cũng như tạo thói quen đóng phí đều đặn, kỷ luật, khách hàng cần đóng phí bảo hiểm đúng kỳ hạn và đủ số tiền trong 4 năm hợp đồng đầu tiên. Khách hàng có thể chọn đóng phí trước hoặc đóng phí định kỳ. Khách hàng có thể giảm số phí đóng hoặc tạm ngưng đóng phí từ năm hợp đồng thứ 5 nếu có khó khăn về tài chính. Tôi nhấn mạnh là chỉ khi có khó khăn về tài chính mới nên áp dụng việc giảm số phí đóng hoặc tạm ngưng đóng phí. Lý do là vì nếu khách hàng vận dụng linh hoạt đóng phí không chính đáng, sẽ mất đi quyền lợi thưởng hàng năm và thưởng đặc biệt. Khi tư vấn điều này, các anh chị hãy nhấn mạnh với khách hàng nhé. Chỉ nên linh hoạt giảm số phí đóng hoặc tạm ngưng đóng phí khi thực sự khó khăn về tài chính hoặc hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực hơn 20 năm. Khi vận dụng linh hoạt đóng phí, anh chị lưu ý khách hàng đảm bảo tài khoản hợp đồng vẫn đủ để chi trả các khoản khấu trừ hàng tháng để được bảo hiểm đầy đủ. Nếu khách hàng tạm ngưng đóng phí và hợp đồng bảo hiểm chưa bị mất hiệu lực, thì khách hàng có thể đóng phí vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời có thể đóng nhiều hơn để có thể gia tăng thêm phần tích lũy và đầu tư cho tương lai. Khách hàng hoàn toàn có thể đầu tư thêm để hưởng lãi suất đầu tư và thực hiện kế hoạch tích lũy nhanh chóng và hiệu quả. Nội dung thứ hai là linh hoạt rút tiền, thực hiện các mục tiêu tài chính chung và dài hạn. Bên mua bảo hiểm có thể linh hoạt rút tiền từ tài khoản đóng thêm bất cứ lúc nào với phí rút tiền là 2% số tiền rút. Với tài khoản cơ bản, nếu hợp đồng đã có giá trị hoàn lại, khách hàng có thể yêu cầu rút tiền với phí như sau. Trước năm hợp đồng thứ 21, 2% số tiền rút. Từ năm hợp đồng thứ 21, 0% số tiền rút. Vita sống tự tin là giải pháp tiết kiệm hiệu quả trong dài hạn để thực hiện các mục tiêu tài chính quan trọng, nên việc rút tiền hiệu quả nhất là sau năm thứ 20 của hợp đồng khi đã nhận đầy đủ các khoản thưởng. Và lúc này, giá trị tài khoản đã là một con số đáng kể. Khách hàng có thể rút tiền để mua sắm, sửa nhà, chăm sóc sức khỏe hoặc đầu tư học vấn cho con, tận hưởng tuổi hưu trí an nhàn. Ngoài ra, Vita sống tự tin còn cung cấp sự linh hoạt tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm và tham gia thêm quyền lợi bảo vệ mở rộng. Trong từng giai đoạn của cuộc sống, trách nhiệm cũng sẽ thay đổi khi lập gia đình, khi chào đón thêm những thiên thần nhỏ hoặc khi phải đỡ đần cho cha mẹ già ở tuổi xế chiều, cũng là lúc mà trách nhiệm về tài chính gia tăng. Và Vita sống tự tin vẫn có thể giải quyết giúp khách hàng. Ví dụ, số tiền bảo hiểm chính khách hàng tham gia ban đầu là 1 tỷ đồng lúc còn độc thân. Sau vài năm, khách hàng lập gia đình và có con, trách nhiệm tài chính tăng lên. Khách hàng có thể yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm lên 2 tỷ đồng. Khi yêu cầu tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm thì phí bảo hiểm định kỳ không thay đổi. Điều thay đổi ở đây chính là phí bảo hiểm rủi ro được khấu trừ hàng tháng. Nếu như tăng số tiền bảo hiểm thì phí bảo hiểm rủi ro sẽ được trừ nhiều hơn. Còn nếu giảm thì đương nhiên là Generally sẽ giảm phí bảo hiểm rủi ro hàng tháng để đảm bảo công bằng cho mỗi khách hàng khi tham gia bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm từ năm hợp đồng thứ 2 trở đi và số tiền bảo hiểm mới sẽ có hiệu lực vào ngày kỷ niệm tháng hợp đồng, ngay sau ngày Generally chấp thuận bằng văn bản. Bên cạnh đó, khách hàng có thể linh hoạt tham gia thêm các quyền lợi bảo hiểm mở rộng bất cứ lúc nào. Hiệu lực của các quyền lợi mở rộng sẽ bắt đầu vào ngày kỷ niệm hợp đồng tháng sau ngày Generally chấp thuận bằng văn bản. Hãy cùng tóm tắt lại các quyền lợi tự tin hoạch định nhé! Nhằm mở rộng đa dạng quyền lợi bảo vệ toàn diện trước mọi rủi ro, khách hàng được lựa chọn thêm các sản phẩm mở rộng đính kèm gồm Vita sức khỏe vàng, hỗ trợ viện phí, bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần, miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo mở rộng, tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, tử vong và thương tật do tai nạn, miễn đóng phí,
hỗ trợ tài chính. Anh chị lưu ý sự khác biệt của các sản phẩm bảo hiểm mở rộng khi gắn với Vita sống tự tin và khi gắn với Vita sống lạc quan. Đầu tiên, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần. Giống nhau về độ tuổi tham gia, độ tuổi khi kết thúc hợp đồng, thời hạn bảo hiểm, một số quy định về chi trả quyền lợi bảo hiểm, các quyền lợi bệnh hiểm nghèo cho trẻ em, biến chứng tiểu đường và bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu. Khác nhau, quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau, phiên bản gắn với Vita sống tự tin, chi trả 2 lần và quy định khoảng thời gian giữa 2 lần mắc bệnh này là 12 tháng. Nếu hai bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn sau này thuộc nhóm ung thư và tặng chủ, thì Generali sẽ đảm bảo chi trả 2 lần nếu khoảng thời gian giữa 2 lần mắc bệnh đó là 5 năm. Đối với phiên bản gắn với Vita sống lạc quan, quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau chi trả 5 lần và quy định thời gian giữa 2 lần mắc bệnh liền kề nhau là 12 tháng. Phiên bản gắn với Vita sống lạc quan là phiên bản chuyên dùng cho bảo hiểm bệnh hiểm nghèo nên quyền lợi bảo hiểm ở giai đoạn sau được mở rộng hơn. Thứ hai, sản phẩm bổ trợ miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo mở rộng. Giống nhau về độ tuổi tham gia, tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng. Khác nhau về thời hạn bảo hiểm và thời gian chi trả quyền lợi bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm của phiên bản gắn với Vita sống tự tin là từ 5 đến 20 năm, tùy theo sự lựa chọn của khách hàng khi tham gia ban đầu. Thời hạn bảo hiểm của phiên bản gắn với Vita sống lạc quan là 75 trừ đi tuổi tham gia. Thời gian chi trả quyền lợi bảo hiểm. Phiên bản gắn với Vita sống tự tin thì Generali sẽ miễn thu toàn bộ phí bảo hiểm phải đóng trong tương lai của hợp đồng bảo hiểm này kể từ ngày đến hạn đóng phí tiếp theo, ngay sau khi quyền lợi bảo hiểm này được chấp thuận chi trả, cho đến ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm mở rộng này. Phiên bản gắn với Vita sống lạc quan thì Generali sẽ miễn thu phí toàn bộ phí bảo hiểm phải đóng trong tương lai của hợp đồng bảo hiểm kể từ ngày đến hạn đóng phí kế tiếp, ngay sau ngày bảo hiểm bổ trợ này được chấp thuận chi trả, cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hiểm của bảo hiểm bổ trợ này hoặc khi kết thúc thời hạn 15 năm, tùy thời điểm nào đến trước. Thứ ba, sản phẩm bổ trợ miễn đóng phí. Giống nhau về tuổi tham gia, tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng. Khác nhau về thời hạn bảo hiểm và thời hạn chi trả quyền lợi bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm của phiên bản gắn với Vita sống tự tin là từ 5 cho đến 20 năm, tùy theo lựa chọn ban đầu của khách hàng khi tham gia. Thời hạn bảo hiểm của phiên bản gắn với Vita sống lạc quan là bằng 70 trừ đi tuổi của người được bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm bổ trợ này, nhưng không vượt quá thời hạn hợp đồng của sản phẩm chính. Thời hạn chi trả quyền lợi bảo hiểm, phiên bản gắn với Vita sống tự tin sẽ miễn thu phí toàn bộ phí bảo hiểm kể từ ngày đến hạn đóng phí tiếp theo, ngay sau ngày quyền lợi bảo hiểm mở rộng này được chấp thuận chi trả cho đến ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm mở rộng này. Với phiên bản Vita sống lạc quan sẽ miễn thu toàn bộ phí bảo hiểm phải đóng trong tương lai của hợp đồng bảo hiểm kể từ ngày đến hạn đóng phí kế tiếp, ngay sau ngày bảo hiểm bổ trợ này được chấp thuận chi trả cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hiểm của bảo hiểm bổ trợ này hoặc khi kết thúc thời hạn 15 năm, tùy thời điểm nào đến trước. Thứ tư, sản phẩm hỗ trợ tài chính. Giống nhau về tuổi tham gia, tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng. Khác nhau về thời hạn bảo hiểm và thời gian chi trả quyền lợi bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm của phiên bản gắn với Vita sống tự tin là từ 5 cho đến 20 năm, tùy theo lựa chọn ban đầu của khách hàng khi tham gia. Thời hạn bảo hiểm của phiên bản gắn với Vita sống lạc quan là bằng 70 trừ đi tuổi của người được bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm bổ trợ này, nhưng không vượt quá thời hạn hợp đồng của sản phẩm chính. Thời gian chi trả quyền lợi bảo hiểm. Phiên bản gắn với Vita sống tự tin sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm sau khi trừ đi khoản nợ nếu có vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng, ngay sau khi quyền lợi bảo hiểm mở rộng này được chấp thuận chi trả cho đến ngày kết thúc thời hạn của quyền lợi bảo hiểm mở rộng này. Phiên bản gắn với Vita sống lạc quan sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm ngay sau khi trừ đi các khoản nợ nếu có vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng, bắt đầu từ ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp ngay sau ngày bảo hiểm bổ trợ này được chấp thuận chi trả, cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hiểm của bảo hiểm bổ trợ này hoặc khi kết thúc thời hạn 15 năm, tùy thời điểm nào đến trước.